Hôm nay Lâm xin giới thiệu với mọi người cái chợ gọi là chợ Hội Ngọc Hầu, hay còn gọi là chợ gà. Đây là quang cảnh vào buổi sáng sớm. Mời quý vị cùng Lâm đi tham quan. Hãy subscribe.
bao chén à, bảy tám chén rồi nè. À, 10.000 cái căn lọt có 10.000. Yeah.
Ừ,
cá vô. Không có thấy mặt, không có thấy mặt. Trời, quay bên kia kìa. Trời, quay bên kia nó quay đâu. Trời, tao nó lá xuống cho tao quay trời. Ủa chị, đường này là ra đường nào rồi ta? Đường này là đường Thôi Ngọc Hào lâu lắm rồi. Đây Lâm sẽ đi một vòng nhanh cho quý vị xem hình ảnh. Dạ. Gửi cho mấy bác ở xa quê coi. Dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tôi cũng sợ lộn cái tôi gì đó. Chỉ có 25.000, 30.000, 35.000 một đôi. Mua ba đôi được tặng một đôi giúp lời. Vừa rẻ vừa đẹp vừa sang vừa ngọt. Một đôi 35.000. Ở Ấn Độ 1 ký 50.000 đây. Bước vô coi, bước vô lựa, thích thì mua, thích coi chơi cho biết. Cái 80.000 lựa chọn, lựa chọn. Thầy thì cậu thanh lý cửa rẻ đi chơi. Sau đây mình sẽ đi vòng qua cái chợ chợ Bách Hóa cũng chợ Thôi Đồng Hậu. Đây là đường Nguyễn Hùng Sơn, có một nhánh đây quẹo vô chợ Thôi Ngọc Hầu, là song song với cái đường Thôi Ngọc Hầu luôn. Phía tay trái
chỗ mà nãy mà Lâm có đi ngang được. Rồi, cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp ở các video tiếp theo.